Thú gì, ngày 13 tháng 8, Công an huyện Châu Thành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NVH, tạm trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, về hành vi đăng tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 13 tháng 8, ông NVH đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên Đồ Gỗ Tây Ninh, đăng tải bài viết có nội dung thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an. Trước đó, ông NVH bị tổ tuần tra lưu động xử lý vi phạm chỉ thị 16 Công an huyện Châu Thành lập biên bản, xử phạt với lý do ra đường không cần thiết trong thời gian toàn tỉnh Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, người đàn ông này lại đăng tải lên trang Facebook cá nhân với nội dung xúc phạm lực lượng công an. Tại cơ quan công an, ông NVH đã nhận rõ hành vi sai trái của mình. Công an huyện Châu Thành cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVH tại điểm A khoản 1 điều 1 Nghị định 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.